Good morning Vietnam. Chị Bi Đậu mến chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi với các kinetisen, các động lực đây. Rồi, các động lực này có màu đỏ thật là rực rỡ. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ xây một số lâu đài cho công chúa Anna nha. Rồi, chị Bi Đậu sẽ dùng cái này. Cái lâu đài này, chúng ta sẽ xây lâu đài này bằng cát màu xanh. Rồi, để cát màu xanh vô đây. Và chúng ta sẽ ép xuống thật là chặt nha. Đây, các bạn ép xuống chặt thì nó mới ra đẹp nè. Rồi, lấy ra nha. 1, 2, 3. Wow, màu xanh rực rỡ luôn. Bây giờ đến cái nóc của cái lâu đài đây. Chị Bi đã sử dụng màu tím. Wow, màu tím cũng tuyệt vời lắm các bạn ơi, có kim tuyến luôn. Rồi, đặt lên nóc nào. Đây là cái nóc của lâu đài đây, lấy ra được hay không? Lấy nhẹ tay thôi. 1, 2, 2, 3. Rồi, ra rồi, tuyệt vời. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm những cái thành cho lâu đài. Vì đỡ sẽ dùng cát màu đỏ luôn. Lấy ra nha. Rồi, bị kẹt rồi. Rồi, ra rồi, tuyệt vời. Một thành lâu đài sẽ đứng đây. Rồi, một cái nữa sẽ cho qua bên đây. Lấy ra nào. Ta-da! Rồi, ra rồi. Tiếp theo, chị Bi Đỡ sẽ làm một lâu đài kiểu khác luôn. Chúng ta sẽ dùng các kinetic sand màu hồng. Màu hồng này video trước chị Bi Đỡ đã làm rồi đây. Đây là kim tự tháp đây. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ bóp nhẹ kim tự tháp xuống luôn. Rồi, chúng ta ép xuống, ép xuống. Rồi, lấy ra. Wow, màu hồng tuyệt vời. Bên đây nữa. Wow, hai cái luôn. Rồi, sắp xếp lại một chút xíu. Christoph, Christoph, anh đâu rồi? Đây là lâu đài mới của chúng ta đây. Christoph, anh trốn ở đâu vậy? Mau ra đây đi Christoph. Anna, Anna, anh đây. Wow, lâu đài mới của chúng ta thật nhiều màu sắc. Rồi, anh sẽ đứng đây ngắm cảnh cùng với em nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. À, quên nữa Anna, hôm nay là sinh nhật của em. Anh có món quà tặng em đây, em hãy mở ra nha. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Cảm ơn Christoph nha. Thấy hôm nay mình có quà đây các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở quà ra đây. À, hình như gói quà màu đỏ bên trong. Đúng rồi. Wow, nó còn có một cái nơ xanh ở phía trên nữa. Cảm ơn anh Christoph. À, đúng rồi, bây giờ mình sẽ cắt quà ra mới được. Bây giờ mình sẽ cắt xuống nha các bạn. Hồi hộp quá, không biết quà gì bên trong. 1, 2, 3. À, mình thấy cái gì tím tím ở bên trong. À, thì ra là một số kem có hình một ly kem đây các bạn ơi. Dễ thương quá. Đó, màu tím luôn, mình rất là thích các bạn. À, dễ thương quá, nó có cái mặt ở đây giống mình ở đây nè.
Rồi, video các động lực Kinetic Sand của chị Peter đến đây là hết rồi. Xem nhiều video về các động lực khác, các em hãy nhấp vào những bức hình ở cuối video nha. Rồi, chị Peter mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.